Ok, xin chào tất cả các bạn nha, đã ghé tới cái kênh Chủ Đề Mobile của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm về võ sĩ bánh bao mang tên là Huy. Thì Huy là một đấu sĩ có sức sát thương cực kỳ ổn định các bạn ơi. Với lại cái khả năng tạo giáp này và cái khả năng trừ giáp của đối phương là cực kỳ bá đạo luôn. Nên là các bạn cầm vị tướng Huy này đi solo tà thằng là có thể đè đường bất kỳ vị tướng nào nha các bạn ơi. Nhưng mà các bạn muốn đè đường được người ta thì cũng có một chút xíu kỹ năng gì đó gọi là nó tương đối chút xíu nha các bạn ơi, chứ vào test thì mình cũng chịu thua luôn đấy. Rồi thì cái vị tướng Huy này các bạn lưu ý cho mình một điều là khi các bạn dùng chiêu thức bất kỳ nhá, các bạn quýnh thường hai cái giùm mình mới phát huy được cái nội tạ nha. Với lại các bạn chú ý khi combat các bạn ơi, làm sao các bạn đẩy đối phương vào vách được á thì các bạn mới thể hiện được cái sức mạnh của vị tướng này. Rồi thì nên mình khuyên các bạn là khi mà cơm bắt các bạn lựa cái góc nào đó cho nó đẹp đẹp một chút xíu nha, có nhiều vách thì càng tốt nha các bạn ơi. Rồi bây giờ Valentino chạy đâu bạn ơi, cho mình xin này. Rồi, còn một chấm máu thôi thì mình chừng chị thôi, bạn cũng bốc hơi rồi nha. Rồi thì cái vị tướng Vi này ngày hôm nay mình sử dụng để đi rừng nha các bạn ơi. Các bạn sử dụng đi rừng hoặc là đi lên tà thằng đều mạnh hết nha các bạn ơi, tại vị tướng Vi này đang hợp meta hiện tại đấy. Ở trong đấu giải thì rất là nhiều tuyển thủ lựa chọn để khắc chế vào Fallen nha các bạn ơi. Khắc chế vào Fallen là vô cùng bá đạo luôn. Thì trong cái game này mình đảm bảo với các bạn, Valentino mà gặp mình chỉ có khóc thôi nha các bạn ơi, không có đánh, không có múa được cái gì luôn đấy. Rồi thì bây giờ lên ép tiếp này, không ép đường rồng mà ép đường của Fallen này. Này dính dách nè bạn ơi, thì kiểu gì không bốc hơi ấy, tại sao lại không nhường mạng cho mình vậy, mình đi rừng mà Amelie ơi. Thì trong cái video này các bạn ơi, mình sẽ hướng dẫn nói về cái bộ chiêu thức và cái cách lên đồ để cho các bạn có thể hiểu rõ một chút xíu nha. Thì nếu mà các bạn nào mà có kỹ năng về Huy này á, tương đối thôi, không cần hay đâu, các bạn có thể sử dụng vị tướng Huy này leo ranh lên cao thủ là chuyện bình thường nha. Rồi Phan nó nói tiếp bạn ơi, đây này hay dính dách thì bạn làm sao mà chạy được đây, hay cho mình xin nha. Đây các bạn ơi, các bạn nhớ rằng giùm mình một điều nha. Các bạn quýnh vị tướng Vi này á mà các bạn sử dụng chiêu ulti, làm sao mà các bạn có thể đẩy đối phương dính vào dách được thì mới bá đạo được các bạn ơi. Sau đó các bạn quýnh thường giùm mình hai cái thì nó sẽ phát huy được cái nội tại. Thì cái nội tại của Vi này mình nói luôn là khi các bạn dùng một cái chiêu thức nào đó bất kỳ thì các bạn quýnh thường hai cái thì nó sẽ được tăng 100% tốc đánh này. Và đây đây lại tiếp tục Valentino, không có chạy được đâu bạn ơi, chạy kiểu gì này, này chạy đi cho mình nha. Bạn gặp khắc tinh rồi nha Valen ơi. Rồi thì khi các bạn dùng chiêu thức bất kỳ, các bạn quýnh thường hai cái thì nó sẽ tăng 100% tốc đánh và 40% sát thương vật lý thêm nha các bạn ơi. Và đồng thời các bạn sẽ được hồi máu nữa đó. Đó, cực kỳ là bá đạo với cái nội tại của vị tướng Huy này nha. Rồi thì cái chiêu 1 các bạn lướt tới nha, chúng đối phương thì nó sẽ hất tung đối phương lên trong vòng 0.5 giây. Rồi tiếp theo là chiêu 2. Đây đây đây, để mình cứu Malok rồi, cũng cứu được rồi. Cái pha này mình căng hết luôn này. Vô vách nè bạn ơi, kiểu gì mà chạy này. Lại tới AD này, theo Anas ơi. Rồi Guido ơi, không có chạy được đâu bạn ơi, kiểu gì chạy được này. Bạn ơi nhường mạng cho mình. Ôi, đây tới Rat nha. Rat ơi, double kill rồi, triple kill các bạn ơi. Rồi, một pha triple kill luôn nha. Đó, các bạn thấy được sự bá đạo của vị tướng Huy chưa các bạn ơi? Còn ngại ngùng gì mà các bạn không thử sức với cái vị tướng này nha. Dễ chơi, dễ trúng thưởng các bạn ơi. Thì leo rank mà sử dụng vị tướng này thì chắc lội rồi các bạn ơi. Không có lầm đâu nha. Tại vì cái meta này rất là hợp với vị tướng Huy, đem đi khắc chế Fallen là cực kỳ vô đối luôn nha. Rồi thì bây giờ mình lên mình hỏi thăm tiếp Fallen đây. Đây này, căn hai là chuyện bình thường các bạn ơi, không có gì đâu này. Nè nè, không phải chạy là thua đâu nha bạn ơi, do chiêu thức chưa hồi nha. Rồi chiến này lên này bạn ơi, bạn có về không? Không về là điểm số này. Vào trụ luôn, sợ gì nó mà không dám giết nó. Ơi mình đảm bảo với các bạn, Valentino từ đây về sau mà đánh những cái trận nào mà cầm Fallen mà gặp Huy rồi là nhát tay liền nha các bạn ơi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ các bạn ơi. Rồi thì tiếp theo mình lại nói tiếp về cái chiêu 2 của vị tướng Huy này. Các bạn sử dụng chiêu 2 thì các bạn sẽ thảy ra một quả cầu trước mặt và đối phương nào trúng chiêu thì sẽ bị giảm giáp nha các bạn ơi. Thì khi các bạn dùng chiêu 2, các bạn quýnh thường giùm mình hai cái ba cái gì đó thì sẽ được tăng thêm công vật lý nha. Rồi thì bây giờ mình lên mình lại ép tiếp vào Fallen và ép tiếp vào con rừng này, con sung tre gì này. Đâu rồi, nó ngủ ở đâu mất tiêu rồi. Nó có cái chiêu ngủ mà các bạn ơi, không có thấy được nó đâu. Chút xíu nó hồi ra nè, giết Fallen trước tính sao. Đó, bạn hồi ra thì kiểu gì bạn không bốc hơi. Bạn ơi, sung cà tre gì này.
chung gà tre cho bạn lên bảng luôn. Không có biết bạn có biết đánh được cái vị tướng đó không nha. Hình như là cái vị tướng chung tre đó các bạn ơi, mới xuất hiện gần đây vài ngày thôi. Thì tiếp theo thì mình sẽ nói về cái chiêu cuối cùng của vị tướng Quy. Thì khi các bạn sử dụng chiêu ulti thì các bạn sẽ trưởng ra giống như Sumoku gì đó các bạn ơi, sẽ đẩy lùi đối phương. Mà khi các bạn đẩy lùi đối phương dính vào vách được á, thì sát thương vật lý cực kỳ khủng luôn. Bên cạnh đó là làm choáng đối phương trong 1.5 giây nữa các bạn ơi. Và đặc biệt một điều là khi các bạn dùng, nó sẽ kích hoạt một lần nữa, là các bạn sẽ đánh tới một cái nữa nha các bạn ơi. Gây sát thương vật lý nữa đó, rất là mạnh luôn nha. Mà khi các bạn nhớ là khi mà đẩy đối phương vào vách mới được nha. Còn mà đẩy không đẩy vào vách được thì nó không có cái tác dụng gì hết đó các bạn ơi, nó không có mạnh đâu. Rồi thì bây giờ tiếp theo mình sẽ nói về cái bộ trang bị cũng như là cái bản ngọc của vị tướng Quy sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Rồi thì đầu tiên các bạn đi rừng là sử lực. Chưa nha. Ê Si Che ơi, Si Che chạy đâu này? Ê sao nha? Ê mình không hiểu về cái bộ chiêu thức của vị tướng này luôn á. Tự nhiên mình ulti dính dách thì sao nó lại biến vào bụi cho ta. Trước sau thì cũng lên bảng điểm số rồi nha. Rồi thì đầu tiên các bạn sử dụng là view Real Viathan là món đồ đi rừng. Nhưng các bạn lên nửa món như mình thôi nha, đừng có lên luôn cái rìu nha các bạn ơi. Rồi tiếp theo là khi bên team địch lại có Guido thì mình sử dụng giày kiên cường là chắc cú rồi nha. Rồi cái món đồ nữa là cái món đồ thứ ba mình sẽ lên là thương xuyên phá nha. Ây AD ơi, dính dách nữa rồi. Thì chỉ có dính dách thì chỉ có điểm số thôi chứ không có đường nào mà chạy đâu nha. Rồi tiếp theo mình lại lên là cái món đồ thứ tư là lục full dam luôn, là phúc hợp kiếm nha các bạn ơi. Rồi cái món đồ thứ năm là mình lại lên là cái cây găng tay các bạn ơi, thủ lại nha, găng tay thịnh nộ nha. Rồi thì cái món đồ tiếp theo các bạn có thể lên là nanh tay nia hoặc là các bạn lên là giáp hộ mệnh giùm mình nha. Rồi thì bây giờ mình qua mình ăn thẳng con mùa xanh này luôn, làm gì team bạn dám ra đây. Ăn xong con mùa xanh này lại qua con mùa đỏ nha. Ê các bạn ơi, không cơm bắt nha, không có gốc để cơm bắt các bạn ơi, qua cái mùa đỏ đi, qua mùa đỏ này. Rồi thôi bỏ, đừng có hổ báo nha. Rồi qua cái mùa đỏ này nè, mình có cái gốc mình chơi này. Rồi qua mùa đỏ này, mọi người ơi, qua mùa đỏ mọi người ơi. Đây, thắng qua cơm bắt này là ăn luôn này, này có gốc rồi nè bạn ơi. Đây vô gom rồi, gom vô đây. Gom lũ rồi nha. Kiểu gì chạy nè, này, phun bạn này dính dách nè nha. Xong nha. Hồi máu hả bạn ơi, cái kiểu gì vậy? Hồi cái kiểu gì mà muốn gần đầy cái máu luôn vậy? Rồi thì không cần ăn kinh công mà team mình cũng thắng các bạn ơi. Thì bản ngọc á, mình chưa nói về bản ngọc nữa. Bản ngọc thì các bạn dùng giùm mình là ngọc đỏ, các bạn sử dụng con vật lý xuyên giáp ha, 10 viên. Ngọc tím thì các bạn sử dụng là 10 viên máu, hồi máu và tốc chạy. Ngọc xanh thì các bạn sử dụng là con vật lý xuyên giáp 10 viên giùm mình nha các bạn ơi. Con phù hiệu thì các bạn sử dụng phù hiệu ma tính giùm mình nha. Rồi thì cái trận đấu kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy video mình có hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh để mình có động lực nha các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nha.